Màn đá cầu dẻo như búa của các phụ huynh khiến dân tình không thể rời mắt. Mới đây, cư dân mạng đã và đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đá cầu cực đẹp mắt của bốn phụ huynh. Theo đó, bốn phụ huynh chia làm hai đội để chơi bộ môn đá cầu kiển. Trong lúc đá cầu, hai đội thể hiện khá ăn ý. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong đoạn clip này chính là một người trong mỗi đội đã khoanh tay để chiếc cầu rơi trúng vòng tròn ấy. Tiếp đó, người còn lại sẽ đá cầu sang bên phía đối phương. Sự uyển chuyển của các thành viên trong lúc chơi cầu đẹp mắt hệt như đang thực hiện các động tác múa. Chính điều này khiến dân tình được fan xích xoa khen ngợi. Cư dân mạng để lại những bình luận như sau: quá nhịp nhàng và đẹp mắt, trông như màn múa của hai đội chơi vậy đó. Các phụ huynh lớn tuổi mà chơi thể thao dễ dàng thế này, thật là khiến tụi trẻ chúng cháu ngưỡng mộ. Các bác đá cầu đẹp mắt quá, vừa vui vừa rèn luyện sức khỏe, thật đáng ngưỡng mộ ạ. À.